Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hoàng Trần Phương Vi, năm nay em 27 tuổi, thì em đang công tác tại bộ phận chăm sóc khách hàng của bệnh viện ạ. Được á, bộ phận này là tốt lắm á, chăm sóc khách hàng bao giờ cũng dễ thương cả. Còn bạn tên gì, nghề nghiệp? Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến quý khán giả cùng hai vị MC dí dỏm và dễ thương của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Úc. Nguyễn Văn Úc. Dạ. Ở trong nhà thứ mấy? Dạ, em Úc luôn. Úc luôn. Dạ. Hay vậy ta. Úc nghề nghiệp làm gì Úc? Dạ, công việc của em nghề chính là cắt tóc, còn phụ là làm MC ạ. Hôm nay mặc cái quần đẹp quá nha. Quê Úc ở đâu Úc? Dạ, quê ở An Giang chị. Hồi nãy chị chưa hỏi quê Vi ở đâu à? Dạ, nhà em thành phố ạ. Ở thành phố luôn. Ủa Úc cắt tóc hay là chủ tiệm cắt tóc? Dạ, em chủ salon luôn chị. Làm cả nam cả nữ chị. Làm nghề này lâu chưa? Chắc cũng được gần 10 năm ạ. Wow, 10 năm là tay nghề dữ dằn lắm á nha. Dữ lắm, cắt cái đầu dữ lắm. Dạ, cái... cắt cái đầu biết tay nghề liền. Rồi, lý do tại sao hôm nay ngồi ở trên cái ghế này? Không phải là không có anh, nhưng mà đôi khi là do công việc của em là nó, cái thời gian nó không có nhất định. Ủa, thời gian không nhất định là sao bạn? Dạ, thì chị cũng biết là cái nghề tóc với lại cái nghề MC thì cái thời gian nó lại vô chừng đó. Cắt tóc thường thường là cái ngày thứ bảy, chủ nhật tiệm mình làm mới có khách. Còn những bạn nữ mà em quen thường trước đây là do công việc của họ làm những cái công việc giờ hành chánh, cho nên là những ngày cuối tuần là em không thể dành cho họ. Thế rồi, vậy bên kia làm có hành chánh không? Dạ, em làm giờ hành chánh ạ. Rồi, vậy là chiều tối thứ bảy chủ nhật là người khẳng định nha. Dạ. Đúng không? Mình có những ưu điểm gì mình có thể giới thiệu? Em chỉ có là chăm sóc những người mình thân yêu nhiều hơn, kỹ càng hơn. Rồi, khuyết điểm? Em hơi lạnh lùng. Nhiều người tiếp xúc ban đầu với em nói là mày khó gần quá à. Nhưng mà sau đó tiếp xúc lâu nói con này nó khùng. Lúc đầu phải giữ cái nghiêm nghị của mình, chứ không thôi là người ta là nghĩ mình đâu quá dễ dãi quá. À, nhưng cái đó là cố giữ thôi phải không? Dạ. Chứ thật ra bản chất là dễ dãi. Không, khùng thôi chị, chứ không khùng. Chẳng hạn như gọi là lên cơn sản lâu lâu. Có vấn đề gì quá, cái em hay càm ràm, em hay gồng lộ lên. Cái tự nhiên kiếm một góc nào đó ngồi khóc, khóc xong cái hết đi ra làm tiếp hết. Nghĩa là mưa nắng thất thường chút thôi. Bên kia nghe bên đây vậy có sợ không bạn? Dạ không chị. Theo em thấy thì cái vấn đề mà hay nổi khùng bất chợt với lại là hay khóc thì có lẽ cũng hơi giống em ạ. À, trời đất ơi. Bạn Úc có sở trường như thế nào? Dạ thì công việc của em thì làm MC, chắc chắn thì cũng biết hát đôi chút. Thôi làm khúc mình đi. Vừa làm MC mình giới thiệu mình hát luôn rồi. Và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và mang tựa đề là Lỗi Nhỏ Vào Đời. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vu, đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Ủa sao, sao người ta hát thấy mặt bạn buồn vậy? À, im lặng để mình có thể hiểu được giai điệu và cảm nhận được giai điệu. Đang lắng nghe là cảm nhận. Rồi, im lặng để chiêm nghiệm. Nhưng có cảm nhận sâu sắc ở phía sau cái giọng hát đó tiềm ẩn bên trong cái điều gì không? Em nghĩ anh phía bên kia màn hiền lành. Siêu nữa tụi qua tụi con. Chắc hiền anh dạ. Chắc hiền. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương không anh? Dạ, có quà tặng anh ạ. Cố nghiêm. Quà có quà liền á, hay quá ta. À, cảm ơn em nhiều. Em đi kiếm dữ lắm mới ra được. Anh nghĩ rằng người dân miền Tây á cũng thật thà, chất phác, chịu khó thương, chịu khó ha. Đặc biệt là đàn ông miền Tây cũng chuồng thủy lắm nha em nha. Em cần có hiếu với lại ba mẹ nữa. Tại vì nếu như người đàn ông mà có hiếu với ba mẹ của mình, chứng tỏ là người đó yêu thương gia đình và có thể yêu mến được ba mẹ mình như vậy. Hay, cái này rất là hay. Nhưng mà những gì em không thích ở người đàn ông? Gia trưởng quá. Anh ơi, anh cho em hỏi là anh là con út, anh có được cưng chiều ở trong nhà không anh? Nói chung là nhất chuồng đó em. À, vậy có bao giờ anh có làm việc nhà không ạ? Anh biết làm việc nhà từ lúc còn nhỏ. À, vậy có thể san sẻ được với em được. Là em không biết chung làm là từ nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, nói chung làm tất cả hết. Như vậy cũng ổn rồi đấy. Được. Rồi bây giờ em nói đi, em không thích gì ở người phụ nữ nào? Có tính thì ghen quá. Nhưng vấn đề là bạn có làm gì để cho người ta ghen hay không? Dạ không chị. Đôi khi bạn bè có nhận xét em là người đào hoa. Đào hoa của em là em quen nhiều người, nhưng mà mỗi lần quen chỉ một người thôi. Khi chia tay người này em quen người khác. Đó giờ quen bao nhiêu người rồi? Chính thức hay không chính thức anh? Trời ơi, thôi giờ chính thức đi. Không chính thức chắc là nhiều lắm à. 50. Đầu tới với chị, 8-9 người. Đúng vậy đó hả? Anh này đó giờ thật tình nè. Lên đây dám nói nhiều chứ thường thường ai cũng ém hàng. Dạ có sao em nói vậy thôi chị. Em có bao nhiêu mối tình rồi? 3. Lần cuối cùng là bao lâu? Cách đây 1 năm rồi chị. Lý do chia tay? Người đó không có chung thủy. Điều gì em không thích nhất ở người đàn ông? Tính gia trưởng, không chung thủy. Em rất thích nuôi chó với mèo. Nếu mà người đó không đồng ý nuôi chó với mèo thì em sợ là... Ủa vậy em yêu chó mèo hơn người đó hả? Dạ anh ơi, chó với mèo là một
phạm trù riêng, mình không thể so sánh với nhau được. Đúng rồi, nhưng mà nó khó cái này nè, nói như vậy cũng không được. Bây giờ thí dụ giờ mình đang yêu người này, người ta không thích chó mèo, thế nào cũng có sự tranh cãi với nhau giữa chó hay mèo, em chọn ai? Có khi em chọn chó với mèo trước đó, cái đó mới là căng đó. Giờ hỏi Út nữa, Út thích chó mèo không? Tuổi thì em là tuổi con chuột. Ủa là sao em nuôi chuột hả? Dạ không, em tuổi con chuột. À chị tưởng nói em nuôi chuột, còn bên đây nuôi chó với mèo. Mày cũng hài hước sành quá ha. Phát sành hài hước dễ thương. Em thích cái người phụ nữ như thế nào về ngoại hình? Cũng rất là thích đẹp. Bạn này thẳng thắn quá ha. Dạ được. Chiều cao thì có thể tầm tầm 1m55 tới 60, nước da hơi trắng tí xíu, tóc dài. Còn cái vấn đề thì tóc tai thì em làm người tóc mà, thì cứ em cho xả láng luôn, muốn màu gì em quánh màu đó. Bây giờ không có tóc thì sao? Chà căng rồi nha. Thấy là một nè, ra chợ mua cái đầu tóc nó còn thiệt giống hơn thiệt luôn nữa. Em có tật xấu gì không? Biết nhậu, hút thuốc. Em uống bao nhiêu? Dạ nếu mà ken em có thể em uống được 1 két á. Hả? Thì cái đó tùy theo phong độ thôi, giống như đá bóng thôi. Phong độ là nhất thời. Dạ đẳng cấp mới là mãi mãi. Đúng rồi, chị mới là đẳng cấp nè, em chỉ là phong độ thôi cưng. Còn chị bao nhiêu? Em kết thì chị kết rưỡi. Vậy đó hả? Bạn này hay khóc, mình em có khi nào khóc chưa? Em nhớ cái lúc nhỏ là em có khóc, là khóc ở bụi cây. Gia đình của em lúc đó nó cũng khó khăn, em đi học ở nhà không có tiền. Em ngồi gốc cây em khóc, xong rồi có bà ở hàng xóm, bà rất là thương mình ấy. Sao con khóc? Giống bà tiên quá vậy. Giống như bà bụt. À. Dạ con đi học con không có tiền. Thôi nè bà năm cho con 50 nè. Cũng từ cái vấn đề đó mà sau này em học được rất nhiều điều, em quý hơn được cái cuộc sống của mình. Nói chung đây là con người cũng rất là tình cảm, hài hước, rất thẳng thắn. Ok. Hài hước. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em ạ. Dạ Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Em cảm nhận người đối diện của bạn em thế nào? Thấy có hợp lý không? Dạ thì em thấy bạn gái này cũng được, có nhiều điểm giống với bạn em. Là ví dụ như bạn gái này thích nuôi chó nuôi mèo, là bạn em không ăn thịt chó thịt mèo, hai người thấy cũng hợp được điểm rồi đó. Ăn là mệt luôn. Còn hồi nãy bạn em nói là cái quan điểm mà tóc tai cái chuyện đó em không quan trọng, dù như mình thấy được là từ từ về người ta sẽ thay đổi, mình thương là cái gì cũng được hết anh, đừng có nói mà tóc dài tóc ngắn gì hết trơn. Đúng rồi, quan điểm em đúng đúng chính xác. Tóc tai đâu quan trọng, quan trọng là cái tâm hồn thôi. Em nói em thích tóc dài mà em đâu có nói em ghét tóc dài, rồi nói vậy sao này lỡ ra đường thấy tóc dài cái bụi tóc ngắn sao anh? Đúng rồi, đúng rồi. Hay. Em hay. Thấy da trắng cái nó phụ da đen nữa. Thấy bạn em hơi bị được đấy. Bạn gái có đi với người thân không? Dạ có, em đi chung với lại bạn thân em ạ. Thằng này nó nhỏ quá. Tình hình sao nó giờ cười hoài em? Thấy ổn không? Bạn này rất là phong cách, vui tính, có thể gọi là con người suy nghĩ hơi bị nhiều. Bạn em á, thì rất là chân thành, đối xử với ai cũng chân thành hết. Đã yêu được động vật thì tất nhiên là đối xử với con người cũng vậy. Nếu mà có ý định gì với bạn em thì hy vọng là đối xử bằng cả con tim. Hay, nhớ nha. Dạ. Đối xử bằng cả con tim nha bạn nha. Ta cho đó, hai gặp đi. Đôi trẻ gặp nhau đi, chứ đôi dưới quá xuất sắc rồi. Đôi dưới hơi bị được á. Rồi chúng ta kéo màn lên. Nào chúng ta sẽ có 2 phút để tìm hiểu nhau. Bắt đầu đi bạn. Dạ. Đầu tiên anh có món quà anh dành tặng cho em. Đồ body dữ quá. Dạ rồi em cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng anh ạ. Rồi anh cảm ơn em nhiều. À, anh có ghen không? Đối với anh thì nói chung nó cũng có một chút ghen, nhưng mà cái gì đó thì mình phải có một sự rõ ràng. Ví dụ như em có thể em hẹn một bạn trai đi uống nước bình thường, nhưng mà em có thể em nói anh một tiếng. Em thích chó với mèo, anh có ý kiến gì không? Không em, cái đó là cái sở thích của mỗi người. Ví dụ như anh thích bóng đá, em có thích không? À, không. À, hèn chi tôi thấy tặng cái gối gì. Dạ Arsenal. Trời ơi là cái đội bạn hâm mộ đấy hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như bạn nữ là chưa có thích bóng đá, nhưng mà ví dụ như cái gói trước tiên đó là em tặng cho bạn gái. Ví dụ sau này những cái lúc mà bạn gái mệt, bạn gái có thể tựa lưng. À, chị là chị hiểu á, tặng cho em cái gối này nè. Sau này mà có lấy nhau mà tới mùa đá banh á, ở nhà ôm cái gối này ngủ đi, còn ta đi coi cá banh rồi. Đúng không quý vị? Dạ không à, có gì là em chở đi theo luôn à. Em nói chung là em đi đâu là em rất là thích chở bạn gái theo. Cảm nhận bạn gái ngồi trước mặt như thế nào? Cái lúc em ngồi bên kia là em hy vọng là sẽ đẹp cỡ chị Cát Tường thôi, nhưng mà em thấy là vượt hơn rồi đó. Được rồi đó. Em thấy hơn rồi đó. Thấy chưa? Chưa đâu nha, từ từ chưa. Đi, chưa bấm nút à. Cái người mà mình thích, mình thương là cái lúc nào cũng hơn cái người khác. Đúng mà, nếu đúng chơi vàng của tay đi à. Trời ơi, có
Nè nè nè, khối tay gì vậy? Vùi dập tôi hả? Thôi, ta hết thời gian. Nào, bây giờ mình suy nghĩ thật kỹ xem tiếng xét ái tình như thế nào. Suy nghĩ kỹ vụ cái gối này rồi không nút nha. Tôi nói đúng á, tin tôi đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Dạ. 1 2 Suy nghĩ cho kỹ. Bấm là quyết định. Những cái gì đi đến tương lai không bấm, chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau được. 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy chúng ta đã có một chút đồng cảm từ giây phút ban đầu rồi. Bây giờ mình chịu thể tay lên, chịu nắm tay nhau đúng rồi. Thôi nó coi rồi lâu không à. Không nãy giờ. Mày không lanh lắm à. Rồi không đi. Không mà. À. Không được. Không được. Em thì dễ. Em thì dễ trời ơi. À, thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc các bạn sẽ có thời gian thật lãng mạn bên nhau. Dạ. Nào hãy nắm tay và đưa bạn gái đi xem phim. Em thích cảnh sát Hồng Kông. Đồng chí công an xã bên đây đẹp trai vô cùng luôn. Ủa em làm gì mà bị công an la? Dạ đi chứng giấy tờ chứng nhiều quá bị la. Trời ơi, dễ thương quá. Trong cặp đôi này cũng lanh đó nha. Trai đỏ phong đỏ, thủy nó thấy, hên lắm. Không nhưng mà thấy trai mặc đồ đỏ nó cũng sao sao nha. Kết quả là họ đã nhấn nút hẹn hò với nhau là mình thành công rồi. Màu đỏ hên, phong thủy em hạt màu đỏ. Trên cái tinh thần sự may mắn này ta lan tỏa cho cặp đôi thứ hai. Chúng ta đến với cặp đôi thứ hai quý vị. Hà Man, mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Bạn. Gì mà cười ở dưới cũng cười vậy. Đi gọn gàng quá vậy. Tên gì? Em tên là Trần Thanh Tú. Em 28 tuổi. Em đang công tác tại huyện Thủ Thừa. Công tác gì em? Dạ phụ trách phó công an. Phó công an hả? Trời ơi. Công an hàng chi? Đi ra đi nghiêm dữ. Phó công an. Phó công an xã hả? Dạ. Sao hiền dữ vậy? Xã nào vậy bạn? Ngầu lên chứ. Tại tính em vậy quá anh Linh à. Tính vậy đó hả? Xã nào bạn ơi? Ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. À Long An, lên đây tham gia chương trình rồi về lại Long An. Dạ. À rồi, để hỏi bạn nữ cái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Huyền Linh và em chào các bạn khán giả. Chào bạn. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ An, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Hiện tại em đang làm kế toán cho công ty lắp đặt và thiết kế phòng game. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 26 tuổi chị. 26. Ủa vậy là Gò Công, Tiền Giang cũng gần Long An đúng không anh Linh? Sát bên. Có nghĩa là em cũng làm việc ở dưới. Dạ em làm việc ở Sài Gòn chị. À làm việc ở Sài Gòn. Dạ. Sở thích của mình là gì? Dạ sở thích của em là thích nấu ăn mà được cái nấu ăn không có ngon. Dạ em thích giống như là chăm sóc người khác vậy đó. Nhất là trẻ em. Em thích coi phim Hồng Kông lắm chị. Em thích cảnh sát Hồng Kông. Công an Việt Nam cũng giống như cảnh sát Hồng Kông vậy đó. Dữ lắm à. Không có, em thấy em đi mấy lần em chứng giấy tờ công an hay la em lắm. Đồng chí công an xã bên đây đẹp trai vô cùng luôn. Bé dễ thương. Nói công an hay la em đúng kìa. Ủa em làm gì mà bị công an la? Dạ đi chứng giấy tờ chứng nhiều quá bị la. Trời ơi. Trời dễ thương quá. Không có nào. Đi công đi đây phó công an xã rồi. Xưa giờ em có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình này chị. Quen anh đó một thời gian mới biết là anh đó ly dị vợ mà có hai con nhỏ. Vậy thôi không chịu. Dạ không phải không chịu mà là em rất là thương hai đứa nó. Rồi quen dần dần từ từ em thấy giống như là người ta thương con người ta hơn. Mình không có cái gì hết á. Em không đòi hỏi gì, em chỉ cần quan tâm em một chút xíu thôi. Quen một thời gian thì ảnh nói là ảnh không muốn bước tới nữa. Tại vì sợ sau này con anh con em con chúng ta tùm lum tùm la. 4 năm rồi chị. 4 năm nay là không có mối tình nào? Dạ cũng có nhưng mà mấy ảnh thì sao á. Sao là sao em? Thí dụ em đi nguyên tắc đúng 9 giờ em sẽ về. Xong rồi em nói em về, thôi giờ đi ăn với anh đi. Thôi giờ đi uống cà phê nữa đi. Em nói dạ không, đừng có ép em vậy, thà em tự giác em đi. Anh công an nghe rõ nha. Đi chơi 9 giờ 9 rưỡi thôi nha. Không, anh nghĩ anh công an này cũng rất là kỷ luật, không có gì lo đâu. Mình nói một chút xíu về tình sử của mình đi. Trước đây thì em cũng từng có vợ và đã ly hôn này được 2 năm. Lý do ly hôn thì do là em thì làm công việc của em ở địa phương, lâu lâu cũng về nhà thì từng về 3 ngày. Vợ thì lúc đó thì đang làm bên hướng dẫn viên du lịch, 2 tuần mới về 1 lần. Mà về ngay ngày thứ 2 nên em về không được. Rồi cái lâu ngày cái sinh rồi hai đứa sinh ra cái mâu thuẫn. Rồi cái
dần dần cái mất dần tình cảm rồi ly thân rồi dẫn đến cái gì ly hôn. Rồi có con chưa em? Dạ em chưa có con. Bây giờ mình muốn tìm người phụ nữ như thế nào? Hiểu cái công việc của em, em thường đêm đi từng đêm hoặc là nhiều khi em đi học cả tuần nhưng mới về, ráng ở nhà giữ nhà giùm, đừng có đi đâu. Rồi biết quan tâm em khi em mệt, hơi nhậu nhiều á. Trời, nhậu nhiều hả? Tại vì em ở cấp xã thì phải thường xuyên xuống dân, nên mà xuống dưới thì người ta rủ hơi nhiều. Rủ nhiều thì cứ uống, mà cứ uống về thì mệt. Nãy em nói ly hôn thì em cũng không ngại đúng không? Dạ. Anh này cũng được, cũng chưa may mắn, chưa có con nên không có con anh con em gì hết. Dạ. Bây giờ trước mắt là thí dụ như đi về ảnh công an chắc anh cũng khó thay đổi chỗ làm. Dạ, em có đi về bên này làm dâu được không? Dạ được chứ chị, nếu ở dưới có công việc phù hợp với em thì em cũng sẵn. Rồi ở xã người ta thiếu gì công việc người ta bố trí cho. Chung em về em làm trưởng công an. Rồi cái thứ nhất. Và cái thứ hai là về đó ảnh nhậu nhẹt nhiều hay đi đêm vậy đó, em có ý kiến gì em nói dạ, chuyện với ảnh. Em cũng thích người đàn ông của em là phải biết nhậu. Đó thôi, biết thôi nhưng mà đừng có nhậu nhiều quá. Em có nhậu không? Dạ không. Này ảnh biết ảnh nhiều chứ không có chút chút. Dạ nhiều thì em cải tạo từ từ, không sao đâu. Trời ơi, ta công an mà phải dùng từ bả cải tạo người ta luôn, trời trời. Em thích mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung thì không đẹp trai cũng được, nhưng mà phải cao hơn em xíu, mập tròn tròn, đừng có ốm hơn em quá. Chào các bạn. Mặt vậy mà anh nó nghiêm gì anh Linh? Mặt dễ thương mà nghiêm gì? Nếu mà được, bao lâu thì tính tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà được thì chắc năm sau chị. Có chuẩn bị gì chưa? Thì giờ có cái gì tiết lộ cho tôi nghe để mình làm sao mình phải hấp dẫn người ta để mà người ta bỏ công ăn việc làm ở trên thành phố người ta về người ta làm dâu mình. Thì nếu mà về công việc á thì là em có thể xin cho công việc là gần ở nhà, tại nhà cũng có gần nhà có khu công nghiệp. Rồi, giờ về là ở đâu? Giờ là ở chung với ba mẹ. Ba mẹ cũng làm nông với lại là chăn nuôi heo á. Chăn thì heo thì ít. Nuôi heo. Nhưng mà phải phụ ba mẹ phần đó. Có thích bạn gái mập mập không? Dạ, chị thấy con này không? Con nói gì vậy? Voi hả? Dạ. Em thì thích bạn nữ thì nhỏ nhắn cũng được, hay là mỉm mỉm cũng được. Thì chủ yếu là quan tâm em là được. Không thích cái điểm gì á người phụ nữ? Điệu quá, hay đánh đá. Phụ nữ phải điệu mới đẹp chứ. Điệu quá mức, ví dụ đang nói cái eo quá thì em khó chịu. Ẹo là sao? Ví dụ đang đứng dậy cái ẹo nghiêng qua anh ơi này kia được cái kì. Nó làm điệu cái sao đâu. Anh ơi tối nay đi cần kì nha. Vậy đó không? Khẽ không? Dạ. Nổi da gà. Yên tâm. Chị tác vào coi chắc không được quá à. Sao vậy? Anh nói anh không thích gái điệu mà em nói chuyện hay nhảo nhảo như cơm nhảo gì á. Em nói chuyện giọng nhảo mà cái tướng em có dạ không, tướng em mà ẹo cho đem dục luôn. Dễ thương mà, đâu có sao đâu. Anh kia rất là dễ tính. Anh dạ. Sống có kỷ luật, có nề nếp, có giờ giấc. Có đề tại vì đúng là đi về với dân thì mình phải uống chút xíu thôi. Nhưng mà có bà xã nhà thì cũng về sớm chút. Còn em gọi thì phải chờ anh vào 3 ra 7 cái mới được về. Đó, cái vậy không được nha. Mỗi lần em gọi phải chào nha, nha. 7 là anh không có chịu đó, không có được á. Mà tập em nói chuyện vậy chứ không phải em điệu. Tại cái tiếng của em nó vậy á. Trời xanh nó cái giọng mình vậy mà. Đâu có gì đâu, bình thường. Biết nuôi heo không? Dạ, biết chị. Tắm dạ. Tắm heo dạ biết, tắm ảnh cũng được trời ơi. Dạ đi nhậu xỉn thì em tắm luôn, em tắm như tắm heo vậy đó. Cái này cũng được. Dễ dạ. Không dễ thương mình mà. Có đi với người thân nào không em hôm nay mình dạ có được. Em đi với em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Dạ thì theo cảm nhận của em thì em thấy anh này hiền chững chạc thật thà, nhưng mà con gái thì em nghĩ là phải điệu đà với lại dịu dàng. Ảnh thì không thích điệu đà. Không, ảnh không thích dẹo dẹo thôi, không đến nỗi nào đâu. Em nghĩ là cái đó là cái nét dễ thương của chị em. Rồi anh công an có người nào đi theo ủng hộ mình không? Dạ có người em làm chung cơ quan. Công an luôn hả? Dạ cũng công an. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và dạ. Chị Cát Tường. Nãy giờ ngồi đây cũng có quan sát cho bạn nữ thì thấy cũng có điểm hơi giống nha. Bạn nữ bên đây biết nấu ăn, giờ bạn Tú cũng biết nấu ăn, làm mồi cũng rất là ngon. Biết tắm heo nữa. Yeah. Theo em nghĩ thì tấm màn kéo lên, bạn của em sẽ đồng ý. Nói chung là bạn nữ ở đây cũng rất là hiền lành và xinh. Nếu mà bạn bên kia rất là mũm mĩm, múp míp, bạn gặp bạn sẽ mê mà. Nào kéo màn lên, chúng ta sẽ có 2 phút để nói chuyện với nhau. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh. Anh thấy em sao? Thì cũng hơi xinh. Hơi thôi hả? Không hơi xinh thiệt. Dạ em thấy anh thì nhìn cũng cao đẹp trai á, giống như diễn viên phim Hồng Kông. Nói chung thì nói không thích điệu thì không phải như em gái nói thì
đừng có quá mức thôi. Chứ còn... em đâu quá mức đâu, em có cái chiêu dỗ ngọt người khác nữa đó. Cái đó là anh thích nhất. Ừ, anh giận em dỗ à. Ai giờ mà dỗ ngọt cái là anh chịu. Cái vụ tắm anh giống tắm heo đó anh thấy sao? Anh chịu giống vậy không? Anh đi nhậu vậy em tắm anh giống như tắm heo vậy, anh chịu không? Thôi để anh tự tắm cho chắc ăn, chứ tắm heo phải ra dội thịt nữa. Linh khoái làm sao đi cười dữ. Không dễ thương mà. Nếu giờ mình hợp nhau thì em có thể là chừng nào tính tới không nha? Thì quan trọng là do bên anh thôi. Anh rồi. Ở cưới thì tất nhiên phải chịu rồi. Vậy giờ anh hỏi rồi em chịu luôn hả? Em phải về em hỏi ba má em nữa. Tưởng đâu em chịu luôn. Nếu mà lỡ mà có gây nhau bỏ gì dưới ở không? Không, em không có gây đâu, bảo đảm với anh luôn. Mà em được có cái em giận dai lắm, anh chịu được cái giận dai của em không? À thường mà nếu mà giận dai thì thấy trong phim nó hung cái hết. Em không có hung. Ví dụ anh đi nhậu đúng không, anh nhậu 10 lít đúng không, em mua 30 lít thì cho anh nhậu, nhậu hết rồi đó em hết giận anh. Lỡ anh thấy anh sao được không? Mấy cái đó về em lỡ rượu luôn á. Lấy độc thì độc. Dạ. Em thấy ảnh sao được không? Dạ em thấy anh cũng được, hiền, dễ thương mà với lại công an nữa, nguyên tắc là em chịu. Tại vì em là sống nguyên tắc. Em đi chơi đúng 9 giờ là về nha anh đừng có nèo nèo thêm 5 phút nữa nha, em đi về liền luôn á. Vậy thôi, vậy giờ để anh đưa em về chứ đừng đi bộ, tội nghiệp anh. Trời dễ thương ha. Dễ thương. Đưa về thì đưa em đó, ok, đưa em tới đây thôi. Nhưng mà đừng có nhiều nhẹo là em không có thích. Đưa tới đây thôi là sao? Thí dụ hồi trước em cũng có quen một anh, cũng đưa em về, em nói thôi đưa em tới hẻm em đi bộ vô được rồi, em sợ ba em la. Không được, anh phải đưa em vô nhà, em thấy vô nhà mới được, mà đứng nói hoài nó một tiếng đồng hồ luôn, em không thích vậy. Mà kỳ vậy, bây giờ ta quen nhau, người ta tiến tới hôn nhân, người ta công an, người ta đàng hoàng, thì người ta tới nhà là người ta thật tình, ta mới tới nhà chứ. Thì anh thì tới nhà được. Ờ. Anh kia không được hả? Dạ. Rồi, chúng ta để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định xem chúng ta có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao bên đây lên đỏ rồi bên kia? Ủa? Đúng hồn. Đúng hồn. Sao bằng nam? Cảm giác em hết hồn. Hết hồn. Cảm giác em bình thường thôi chị. Nếu anh không bấm thì em cứ nghĩ là lên đây thì em biết thêm một người bạn thôi, không sao. Anh bấm nhiều lắm mà. Anh sao thấy tay rồi. Sao không kịp. Bây giờ mình nắm tay nhau một cái đi. Không. Rung quá vậy. Trời sao rung dưới. Ai rung? Lạnh ngắt à. Dạ em chắc em tại em nhát quá. Nhát hả? Rồi chương trình để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, những chiếc vé xem phim. Các bạn sẽ có thời gian để tìm hiểu thêm và mong đón nhận tin vui của các bạn. Khóa cặp này rồi nha. Yeah. Dễ thương à. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Đối với con thì quan điểm của con là về người phụ nữ thuần Việt là được. Thuần Việt. Đừng có nhuộm tóc mà kiểu lè lẹt quá. Con ơi, ghét của nào trời trao của nấy con ơi. Em có ngại gì cái vấn đề làm dâu? Dạ làm dâu thì em cũng không ngại ạ. Không biết là anh thấy em vậy anh có ngại không? Nếu mà chúng ta tiến xa hơn thì mình có thể bao lâu mình kết hôn được? Em nghĩ là cái này nếu mà mình hợp thì khoảng 2 năm nữa. Mời nhà trai. Rồi, mời đồng chí ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta cùng giới thiệu lớn lên để bên kia nghe luôn nha. Mời nhà trai. Dạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Xin phép chào bạn nữ bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Trương Văn Pháp, cấp bậc là thượng úy, chức vụ là chính trị viên đại đội. Hiện đang công tác tại đại đội 2 tiểu đoàn 1, trung đoàn 738, bộ chỉ huy sự tỉnh Long An. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con nay 29 tuổi. Ủa vậy bây giờ đang cư ngụ ở đâu nè? Dạ hiện nay con đang ở Long An. Ở Long An luôn ha. Dạ. Làm việc công tác. Là khu huyện nào con? Dạ con ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Thạnh Hóa. Long An. Dạ. Bên nhà gái mình giới thiệu coi nè. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào nhà trai và chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Thị Mỹ Hạnh. Em năm nay 27 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Bè, thành phố em làm gì nè? Dạ, em làm kỹ sư cho một công ty nông nghiệp. Mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu đi Pháp. Dạ, con thì
Điểm mạnh thì con chơi được thể thao một số môn như môn gì? Đá bóng, bóng chuyền, bơi lội. Cái ưu điểm tí nữa là con không có giận dai, không có thù lâu. Nhưng mà cái khuyết điểm của con là con hơi khô khan tí thôi. Chú thấy con không khô gì đâu, cười cũng tươi lắm á. Nhưng mà hơi già hơn trước tuổi thôi. Nhìn đâu ai biết 29 tuổi. Bạn bè con cũng hay nói con già trước tuổi. Cũng có nói gì luôn hả? Dạ, có chứ. Mà Pháp yên tâm đi, bên đây ta kỹ sư nông nghiệp ta tưới tiêu cho. Tưới bón rồi về tưới dạ. lại. Con tật xấu gì không Pháp? Con thì tật xấu con cũng hay nóng tính. Mình có ưu điểm gì, khuyết điểm gì nè con? Tính cách của con thì con tự thấy mình là một người độc lập, mạnh mẽ. Và mọi người thì cũng thường hay nhận xét con là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Có nhược điểm gì không? Dạ, nhược điểm là nhiều khi cười quá thì nó hơi lố. Nên trước khi lên đây bạn con cũng có dặn là hơi tiết chế lại chứ để mọi người đánh giá. Vậy đó hả? Dạ. Rồi mình có mấy mối tình rồi? Con thì được một mối tình. Chia tay cách đây thì cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm, lý do? Trong thời gian quen thì cũng bình thường, nhưng mà tới một ngày thì con chiêm nghiệm lại cuộc sống của con thì con thấy con với anh đó không cùng lý tưởng. Nên là con quyết định chia tay. Cái lý tưởng sống của con là gì? Dạ, lúc mà con quen anh đó thì con xác định là tương lai của con sẽ về quê. Nhưng mà sau một thời gian thì con xác định là con đi học, phát triển sự nghiệp. Nên là con không cùng chí hướng với anh đó nữa. Ông mối ông kỹ sư ông. Nông nghiệp hả? Dạ. Trời ơi, nhìn tưởng đâu. Dạ, cái này con phơi có... nắng nó cháy chứ. Cháy đó hả? Đi nông nghiệp mà nó cháy đó hả? Dạ. Trời đất ơi, con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người trưởng thành. Trưởng thành, ai lớn lên cũng trưởng thành. 29 là trưởng thành rồi. Dạ, nhưng có một người tuổi lớn nhưng mà cái tính cách người ta không có được chín chắn. Ai vậy? Ai mà tuổi lớn có mà những... Có nói... những người. Đừng nói nha, đừng nói chú nha. Có ngoại hình sao? Dạ, ngoại hình thì cao trên 1m65. Dạ. Bạn đó cao nãy thấy rồi, cao lắm. Được rồi. Không, sao nữa? Không hối. Đảm bảo không hối, nãy là thấy không hối rồi. Bụng có bự không con? Bụng để coi nha, để coi có bự không. Trời ơi, người ta trong môi trường hoạt động mà. Chào cô. Trời, ngon lành, bụng con bự, người rắn chắc, da ngăm đen, ok? Dạ. Còn con muốn cái mẫu người bạn gái mình sao? Chủ yếu con mong muốn ở bạn gái con thì nếu mà được thì con mong muốn là thấu hiểu nhau một tí, thông cảm về cái công việc của con. Và một cái nữa là nếu mà tiến tới xa hơn, nếu về quan hệ gia đình bên chồng thì hơi hài hòa một tí là được. Hài hòa, kính trên nhường dưới đúng không? Dạ, dạ. Con làm được không con? Dạ được. Đã được đúng không? Dạ. Rồi có thích kỹ sư nông nghiệp không? Dạ cũng thích kỹ sư ấy, cô. Mấy người mà yêu thiên nhiên á, hòa mình với thiên nhiên. Dạ. Là thường là những người dễ gần lắm á. Pháp có mấy mối tình rồi? Dạ con tới thời điểm bây giờ là có 4 mối tình rồi. Trời đất ơi, mối dài nhất là nhiêu? Mối tình dài nhất của con là được gần 3 năm. 3 năm. Ngắn nhất? Ngắn nhất là khoảng 5 tháng rồi, cô. Ừ. Rồi lý do sao chia tay? Một là về cái tính cách không hợp, hai là cũng về cái công việc của con, rồi ba là về cái địa lý, như cái mối tình cuối cùng của con yêu là... xa. Dạ, yêu xa quá rồi bạn đó không có chấp nhận được. Rồi cưng cái ngoại hình của bạn gái cưng muốn sao nè, tóc tai sao? Dạ đối với con thì quan điểm của con là về người phụ nữ thuần Việt là được. Thuần Việt, đừng có nhuộm tóc mà kiểu lè lẹt quá, con không có... Bên kia không hề nhuộm, bên kia tóc đen được. Ừ, ông bà mình nói ngộ lắm con ơi, ghét của nào trời trao của nấy con ơi. Nhưng mà vấn đề cái tóc á thì mình nhuộm lại mấy hồi. Dạ, dạ. Bây giờ á là mình hỏi ý kiến người thân đi. Ừ. Rồi mình cho gặp nhau đi. Bây giờ mình đi với thủ trưởng của mình đúng không? Dạ. Cao với cô Hồng Vân với lại chú là hôm nay con đi với lại thủ trưởng con là Trung tá Đậu Bá Hà, chính quỹ của trung đoàn. Dạ. Đồng chí thiếu tá Lê Ngọc Bích, phó tiểu đoàn trưởng. Và các đồng chí trong đơn vị của con. Rồi, rồi xin mời đại diện chỉ huy ạ. Trước hết thay mặt chỉ huy đơn vị xin gửi tới MC Quyền Linh, MC Hồng Dân và biên tập chương trình Bản Môn Hò. Dạ. Nói về đồng chí Pháp thì đồng chí Pháp là một người đầy trách nhiệm. Trong công việc thì luôn luôn là tin tưởng, được cấp trên tin tưởng và giao phó. Giao việc gì là đồng chí Pháp là trọn vẹn trong mọi công việc. Riêng về phía bạn gái, phía đơn vị là ok rồi. Phần sau thì dành riêng cho hai bạn là tìm hiểu và tiến xa hơn. Và đơn vị cũng muốn là sau này là có một cái tấm thiệp hồng ghi tên của hai bạn trong cái chương trình mà qua cái nhịp cầu của bạn muốn hẹn hò. Dạ. Và được gửi đến thủ trưởng. Xin hết. Mà thủ trưởng có muốn bạn này nhuộm lại tóc đen không thủ trưởng? Tóc thì nó cũng không quan trọng để đánh giá một con người. Dạ. Mà bên cạnh đó là phải đánh giá về vấn đề phẩm chất, đạo đức và tính cách của một con người thì mình sẽ tìm hiểu hơn. Yeah. Hay quá, thủ trưởng nói hay quá. Trời, cảm ơn phải... thủ trưởng. Công nhận là thủ trưởng là rất là tâm lý luôn. Trời ơi. Tâm lý và thương, gọi là thương đồng đội. Rồi hôm nay con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với bạn đồng nghiệp của con. Ừ.
Rồi xin mời bạn đồng nghiệp. Con chào chú Quỳnh Linh, con chào cô Hồng Vân, chào Pháp và chào toàn thể hội trường. Con là Nguyễn Thị Anh, con là bạn của Hạnh. Với nhận xét về Hạnh thì Hạnh là một người rất là thân thiện, hòa đồng, chăm chỉ, siêng năng. Nhận xét về bạn trai thì bạn trai cũng khá là hợp với Hạnh. Nên là cũng rất mong là hai bạn có thể cho nhau cái thời gian để tìm hiểu nhau. Cảm ơn cưng. Bạn trai hôm nay quá là đàn ông đó, đàn ông dũng mãnh luôn á. Bây giờ mở rào nghe. Mở rào. Bắt đầu đi Pháp. Trời ơi, này tự tay làm chắc luôn nè. Chào anh. Chào em. Cái này có anh có phần quà. Đây là do chính tay anh với các đồng chí ở đơn vị cùng nhau làm. Dạ. Gửi em. Dạ em cảm ơn. Nói ý nghĩa đi, Pháp nói ý nghĩa cho bạn nghe. Cái cây này nhìn nó đơn giản, nó gai gốc rồi, nhưng mà anh muốn tượng trưng là ví dụ sau này mình có tiến xa hơn nữa thì anh cũng như cây này nè, che chở được cho em với lại cả gia đình của mình. Rồi nhận đi con, rồi mình tặng lại liền. Nhân tiện diện đàn thì em cũng có món quà tặng anh. Đây là cái sản phẩm lan mà bên công ty tụi em nuôi cái mô ra. Cái món quà này là do em tự tay trang trí. Thì đây là lan vũ nữ anh tặng, em tặng anh với ý nghĩa là sẽ mang đến sự may mắn và hạnh phúc cho anh ạ. Rồi, rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Dặn anh đi, anh để ở cửa phòng anh á, sáng là anh phải chăm sóc nó này kia. Anh về ráng tứ cho nó ra bông nha anh. Chúng ta trò chuyện với nhau để tìm hiểu lẫn nhau đi các bạn. Anh có một cái ý kiến nhỏ vậy thôi, là tại vì anh là con trai một, vậy sau này nó có một cái là phải, anh muốn là vợ của anh nó là phải làm dâu ở trong chung ba mẹ của anh. Em có ngại gì cái vấn đề làm dâu? Dạ làm dâu thì em cũng không ngại ạ. Không biết là anh thấy em vậy anh có ngại không? Ba mẹ của anh thì không có khó khăn gì nhiều, nhưng mà chủ yếu là do anh thôi. Anh hay đặt nặng cái vấn đề làm dâu thôi chứ không gì hết. Chỉ cần chấp nhận làm dâu là được, con không có yêu cầu gì nhiều hết. Pháp thử hẹn hò như thế nào, cái thời gian mình rảnh ở đâu đó. Thế mà công việc của anh hiện tại thì thời gian nó cũng hơi khó khăn. Một tháng chắc mình, nếu mà em có thể cho anh cơ hội thì có mình gặp nhau được khoảng 2-3 lần. Anh sẽ thường nghỉ vào cuối tuần ha? Đúng rồi, anh thường nghỉ vào cuối tuần. Em có thường về nhà không? Cuối tuần em có thường... Dạ không, hiện tại thì ngoài việc đi làm thì em còn đi học. Thì em học sẽ vào cuối tuần. Thì một tuần thì em có thể là rảnh ngày Chủ nhật. Có gì thời gian đó thì em có thể tạo điều kiện cho anh gặp, chúng mình gặp nhau rồi tâm sự nhiều hơn. Dạ. Nếu mà chúng ta tiến xa hơn thì mình có thể bao lâu mình kết hôn được? Em nghĩ là cái này nếu mà mình hợp thì khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa là 29 con mới lấy chồng hả? Dạ, tại con đi học khoảng 2 năm nữa con mới xong rồi. À, vậy thì con phải nói cho anh hiểu. Chứ anh cũng nôn dữ lắm rồi, anh 29 rồi. Anh thì cũng không nôn lắm, nhưng mà ba mẹ ở nhà đang hối nhiều quá. Dạ. Đó thì 2 năm thì phát thấy sao? Tại bạn đi học. 2 năm thì anh vẫn chờ được. Ừ, bạn đi học chứ không phải là bạn chưa muốn lấy chồng. Dạ, dạ. Thôi bây giờ là Pháp, em tiến tới ha. Em nắm tay bạn gái đi. À, coi truyền cảm xúc cho nhau. Rồi em hát tặng bạn gái bài gì đó. Thôi hôm nay đến với chương trình anh... không có gì hơn tặng cho em một bài hát. Anh hát thì không được hay lắm, cũng mong em cố gắng chấp nhận. Bài hát mang tên Chân Tình. Và anh lại nhớ, nhưng giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Dạ hôm nay tới đây thì mặc dù là em tặng anh chậu lan vũ nữ, nhưng mà không có bài hát về lan vũ nữ, nên là em sẽ hát tặng anh bài Nhánh Lan Rừng. Dạ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Với quà biên giới anh sẽ tặng người thân, ánh mắt nụ cười quên than ngày xa xôi. Chúc anh người linh trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân đi trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng. Cảm ơn nhiều. Em có hay tính hay ghen không? Dạ em thì em không có ghen, chủ yếu là do anh tự giác thôi. Nhưng mà con nói cho anh nghe, sao con lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ con thích tác phong của quân đội ạ. Mấy anh thì rất là nghiêm chỉnh, nề nếp. Tính của con thì cũng hay bộc phát á, nên con muốn có người kìm cái tính của con lại.
Anh có kèm được không anh? Rồi cái tính này anh sẽ rèn em được. Bây giờ nào Pháp nắm hai tay bạn gái lại, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Mình suy nghĩ gì về người đối diện? Mình mong muốn gì? Nói từ trái tim của mình đi Pháp. Vì cái lần này là lần đầu gặp gỡ, anh rất có cảm tình với em. Anh hy vọng là em sẽ cho anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu và tiến xa hơn. Bài hát lúc nãy là anh chỉ dự định là hát trong cái ngày đám cưới thôi, đám cưới của anh thôi. Anh hy vọng người đó là em. Dạ, anh cảm ơn anh. Chúng ta dành ra 30 giây để lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự đây là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng, đừng ngại ngùng bấm nút. Còn không, chúng ta đừng bấm nút để dành cái nút bấm đó cho nhiều người khác. 1, 2 đó, người ta 1, 2 là bấm rồi, không chờ tới 3 luôn đó. Thiệt là dễ rồi, sợ. Chúc mừng nha. Chính thức chúng ta hẹn hò nhau. Nắm tay đó chính xác như vậy. Pháp xem như là gia đình của bạn gái đang theo dõi truyền hình. Mình chào gia đình cái, xong mình xin phép gia đình là cho tụi con hẹn hò với nhau. Con chào hai bác. Con hôm nay xin phép hai bác được cho con được tìm hiểu với Hạnh. Con xin hứa nếu mà con với Hạnh tiến xa hơn nữa thì con sẽ chăm sóc Hạnh đến hơi thở cuối cùng. Trời ơi, cưng ghê không? Con nói gì với ba má ruột mình không? Dạ, nếu mà ba mẹ xem chương trình này thì ba mẹ cũng an tâm rồi. Con chọn được con dâu tốt cho ba mẹ. Rồi xin phép em cho anh. À, cho anh xin phép. Được không? Được, thay nữa đi, thay bên kia cho nó đều. Còn trở bên nữa không? Trời ơi, có phải cặp vậy đó. Cô Vân chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cũng đúng rồi. Chào nhau rồi chào thủ trưởng ấy đó. Mọi người ơi, chúng ta hãy cùng gặp cặp đôi thứ nhì. Cái mẫu hình lý tưởng của con mình như thế nào? Cao trên 1m7 á. Em cao 1m69.5. Không hỏi. Không hỏi. Vô số kể, yên tâm. Bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút. Thì ngang vai. Tóc ngang vai. Ngang vai mà. Ừ. Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Rồi. Xin chào bạn gái bên kia hàng mùng tơi và xin chào các khán giả có trong mặt trong trường quay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Cao Bum. Năm nay 29 tuổi, cấp bậc thượng úy. Hiện tôi đang công tác ở Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Em hiện đang ở Biên Hòa. Biên Hòa ha. Mời nhà gái nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia và toàn thể mọi người ở đây. Con tên là Lê Thùy Dung, hiện đang làm kế toán tại trường mầm non, sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dung bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 27. Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, ở đây Biên Hòa thì cũng gần. Cũng gần đúng không? Đúng rồi, đi cũng thuận lợi lắm. Nhà trai cho nhà gái biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Cái điểm mạnh của em thì theo như anh em bạn bè trong đơn vị nhận xét, vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Được, tức là không ngủ ngáy. Không ngủ ngáy hả? Sao em biết? Người khác... Em ngủ trưa. Vâng, em ngủ trưa. Chắc là lớn nhiều khi ngáy dữ lắm á. Rồi, sao nữa điểm mạnh? À, đó là điểm mạnh đó hả? Vâng, Vậy là mấy ông nào điểm yếu là ngủ ngáy là yếu lắm á. Em thì không thù dai. Không thù dai. Vâng, chuyện gì cũng dễ dàng bỏ qua hết. Chỉ có thù giặc thôi. Vâng. Thì thoảng cũng để bụng tí. Để bụng tí. Có quyển sổ để ghi lại. À, trời ơi. Không có thù dai mà để ghi sổ thôi á. Vâng, thì mình đỡ phải nhớ. Còn gì nữa? Điểm yếu thì em hơi trầm tính. Có người nhận xét là cũng hơi kỹ tính một chút ạ. Mình nói về cái điểm mạnh và điểm chưa mạnh của mình. Dạ, điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Điểm yếu là trước đám đông lại hơi căng thẳng á. Bị căng thẳng đúng không? Dạ. Bị gương đúng không? Dạ. Với lại nó nhỏ quá, tôi qua tôi nghe chứ coi tôi... bên đằng trai không nghe được gì chứ á. Sao kỳ rồi, vậy? Trời con gái. Dạ. Thoải mái lên nào. Với lại là hay suy nghĩ ạ. Hay suy nghĩ ha, suy nghĩ về gì? Suy nghĩ hay là suy diễn? Có một chuyện nó xảy ra thì mình suy nghĩ nhưng mà lại nhiều khi đôi khi nó
hơi quá. Cái vấn đề nó không có như vậy trầm trọng như vậy, nhưng mà mình lại cứ đúng tưởng rồi, tượng mình nghĩ ra cho nó quá lên. Như vậy là nó sẽ lập rơi vào suy diễn đó. Mấy cái chính chính là như vậy á. Còn mấy cái nhỏ nhỏ thì điểm yếu đó là đúng là điểm yếu đó. Rồi mình có năng khiếu gì không? Dạ cũng biết nấu ăn, với lại là cũng thích làm bánh. Làm bánh, bánh gì? Dạ giả sử như là dạ đây bánh bông lan. Mình nhìn là mình nghi rồi, mình nghi là bạn này làm rồi. Đó. Còn dạ, đó. Bánh bông lan rồi hoặc là bánh trung thu, các loại bánh. Mai mốt làm bánh bán, mở tiệm bánh cũng được. Dạ. Bây giờ mình có thích văn nghệ không? Sẵn đây thì con cũng xin hát một đoạn thôi ạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời, mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Dạ em xin hết ạ. Sao bạn Nam tưởng tượng cái giọng anh như thế nào? Giọng rất là trong trẻo và hay ạ. Chào chị cưng ạ. Em mình nói mấy... cho bà mới biết là em có mấy mấy mối tình. Em thì mới trải qua một mối tình kéo dài gần 3 năm chia tay, vì hồi em học ở xa thành ra là tình cảm nó cũng dần dần nó vơi theo cánh thư ấy. Nên là sao mặt cách lòng đúng không? Vâng, sao mặt cách lòng đấy. Bên đằng nhà gái có mấy mối tình rồi? Dạ chính thức là có 2 mối tình. Chính thức thôi hả? Dạ. Còn không chính thức là mấy? Dạ không, nó chỉ ở mức tìm hiểu thôi thì chắc không tính đâu ạ. Mối tình dài là được mấy năm? Dạ được gần 1 năm. Cái thời điểm đó công việc cũng đang bấp bênh, mà cái thời gian gặp nhau nó cũng không nhiều. Rồi đôi khi cảm giác như là hai người không thể hiểu được cho nhau. Rồi. Nên là nó có không ghen đến không đâu. Nè, bây giờ cô hỏi có ghen không? Dạ thực chất là ai cũng ghen hết á. Nhưng mà cô ở mức vừa phải thôi. Vừa phải thôi phải không? Dạ. Em nhưng mà gia đình em có cho lấy chồng bộ đội không? Bởi vì biết lấy chồng bộ đội là chúng ta phải hy sinh về cá nhân của mình rất là nhiều luôn á. Dạ thực chất là ba em cũng là bộ đội. À. Dạ bây giờ ba về hưu rồi. Rồi ba có dặn gì khi lấy chồng bộ đội gì không con? Từ nhỏ đến giờ ba nói là thôi đừng có lấy chồng bộ đội nữa, lấy chồng bộ đội cực lắm. Vậy à? Nhìn nơi gương mẹ thôi đừng có lấy nữa. Ừ, nhưng mà tại sao con lại vẫn quyết định lấy chồng bộ đội? Dạ thì cảm giác như là bộ đội thì chín chắn hơn. Những lúc mà xa thì không nói, nhưng mà những lúc gần thì người ta sẽ bù đắp cho mình những cái lúc mà mình thiếu hụt tình cảm. Vậy con quyết lấy chồng bộ đội ha. Dạ. Đó. Rồi con diễn tả cái mẫu hình lý tưởng của con như thế nào? Cao trên 1m7 á. Em cao 1m69.5. 69.5 rồi. Dạ được luôn. Quá được luôn. Quá được luôn. Dạ. Không hỏi. Không hỏi. Yên tâm. Yên tâm. Vô số kể. Yên tâm. Từ này nó nhạy cảm quá. Cái gì nhạy cảm? Ông không được bị hói đâu mà ông nhạy cảm. Có những người hơi hói hói đó. Nói chung mấy người hói có tài lắm ạ. Anh hơn em. Rồi sao nữa nè? Không hô. Không hô. Dạ. Da ngâm. Da ngâm luôn. Quá ngâm luôn. Rồi bây giờ ra bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút. Thì ngang vai, tóc ngang vai. Ngang vai là. Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Bởi vì chúng em thực ra mà nói là bộ đội thì thời gian nó hơi eo hẹp một chút. Thì nếu mà công việc thì chúng em phải báo động là phải đi ngay. Nói chung vợ đang đẻ báo động cũng phải chạy đúng không? Trường hợp đấy thì lại được đặt cách ưu tiên thì vẫn chẳng hạn vợ đẻ thì vẫn có thể gọi là đơn vị tạo điều kiện được. Nói về để cho đàn gái hình dung được là bộ đội cũng vất vả lắm. Lo gì, bố của người ta là bộ đội mà. Thì đó. Nhìn mẹ là biết rồi, suốt thời gian đó là biết rồi. Mới khuyên không con nên lấy chồng bộ đội đó. Thì đó, nhưng mà vẫn lấy bởi vì sao? Thần tượng bố, cho nên là em yên tâm là tất cả những gì thuộc về bộ đội là cô này cô đã nắm hết rồi. Vấn đề ở đây là cái điều mà em nói ra đó ha, là chị thấy bên đây cũng phải 80% rồi. Thông cảm cho bộ đội là chắc chắn là thông cảm rồi. Em không thích điều gì với bạn gái? Thiếu tâm lý một tí, không tinh tế. Và đặc biệt là không thủy chung. Có thủy chung không nè? Dạ thủy chung chứ. Thủy chung son sắc đúng không? Dạ. Rồi có thực tế không? Tế à? Người sống có thực tế đừng có sống ảo á. À dạ thực tế. Ừ ha, không dạ. Ảo không ảo giác gì dạ, nha đúng dạ, không? Dạ. Rồi. Lâu lâu ảo xíu cho nó khác biệt thôi ạ. Bạn gái không thích điều gì ở bạn trai? Keyboard. Mình có keyboard không nè? Chắc xíu xíu mà. Xíu à? Tiết kiệm hay là tiết kiệm, gọi là tiết kiệm. Tiết kiệm đó. Tiết kiệm chứ không phải là keyboard đúng không? À gia trưởng. Có gia trưởng không? Em không. Ừ, không không gia trưởng. Nhìn mặt này không phải gia trưởng. Từng có em gái mưa, em gái nắng gì nhiều. Có mưa nắng gì không với em gái nào không? Dạ không.
Mình làm mấy mối tình? Em một. Một à. Bên đây ta hai mối tình nhưng mình mưa nắng hơn người ta nữa. Rồi, con gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với sếp của em, gia đình của em, chú và em gái với bạn ạ. Rồi, xin mời đại diện gia đình bằng gái. Gia đình nó đi hùng hậu quá ha. Dạ, ba mẹ nói là phải đi cổ vũ cho con gái mau lấy chồng. Xin chào MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân. Xin chào mọi người trong khán trường. Tôi là bố của cháu Thủy Dung. Cháu trai bên này tôi thấy rằng là đúng là một người lính chuẩn. Bởi vì bản thân tôi thì cũng tham gia quân đội là cũng 33 năm, cũng mới về hưu được hơn năm nay. Nhìn thấy bộ đội là tôi rất cảm tình, tức là nói như bà xã hôm nay nếu mà lên mà gặp được cái bộ đội thì là bản thân là có đồng minh đấy. Có đồng minh rồi. Đấy, thì đây là một cái cơ duyên. Thì cũng mong là sao là hai cháu tức là bấm nốt rồi tiếp tục tìm hiểu. Rồi tiến xa hơn nữa thì có cái ngày vui để rồi là báo cáo cùng với chương trình. Xin hết. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn bố. Em trai đi với ai? Em đi với lại các thủ trưởng cho đơn vị và có chú và thím của em. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Xin chào gia đình bạn gái. Tôi tên là Đỗ Văn Bình, là chỉ huy đơn vị chỗ đồng chí Bun công tác. Nói về đồng chí Bun ở đơn vị thì là một đồng chí luôn được thủ trưởng cấp trên cũng như đồng chí đồng đội tin tưởng, yêu quý. Và qua lời tâm sự cũng biết hai bạn có vẻ cũng khá hợp nhau. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Về để nhận xét thêm thì xin phép chú cho đồng chí Bun. Dạ, đã mời chú ạ. Chú quan sát thấy là cũng rất là tốt, tính nét như thế là cũng đạt. Thì chú mong là sau cái buổi gặp gỡ hôm nay ấy, thì các cháu tạo điều kiện nhiều hơn để tìm hiểu sâu hơn nữa. Nếu mà tốt hơn là tiến tới một cái ngày vui nữa thì gần đây để cho đơn vị rồi thì gia đình sẽ có cái cuộc vui hơn. Dạ. Xin hết và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Ôi, ôi nguyên cái máy bay luôn kìa. Thôi bây giờ cứ nhận cái này trước. Đây là món quà mà anh đã chuẩn bị từ khi biết được tin mình được tham gia vào mối hẹn hò. Dạ. Hơn 2 tuần. Đơn vị anh là hơn 100 con người chuẩn bị món quà này, gửi gắm rất nhiều hy vọng tặng đến em. Dạ, đây, cảm ơn. Anh để đây cho em. Còn đây là món quà em tặng anh là ít bánh em làm thêm một cuốn sách để có gì anh đọc thời gian rảnh. Nó có tựa đề là mọi khoảnh khắc đều là quý giá. Hôm nay em gặp anh thì cũng là một khoảnh khắc quý giá mà em có. Thì trong đây em có ghi một ít là nhắn nhủ. Thì có gì mong anh sẽ đọc cuốn sách này và nghĩ đến em. Rồi, em xin phép đọc luôn. Nắng kia là của mặt trời, còn anh là của ai rồi hay chưa? Mây kia là của hạt mưa, anh xem đã thích em chưa hay rồi? Dạ. Thì có nghĩa là câu đầu tiên thì chắc chắn là em có câu trả lời rồi. Còn dạ, câu thứ hai thì chắc để tương lai anh trả lời cho em. Rồi thôi hai đứa về đây ngồi tâm sự nè, nói chuyện với nhau nào. Hồi nãy em thấy anh nói là anh khó tính đó, thì anh không biết anh khó tính ở cái vấn đề nào ạ? Anh không khó tính, anh chỉ kỹ tính thôi. Công việc của anh là làm bên kỹ thuật. Dạ. Thì nó cũng giống như cái toán của em là cũng phải tỉ mỉ chi tiết. Có một chút thì nó ảnh hưởng công việc, nó hơi kỹ tính, cũng hay để ý những cái chi tiết nó hơi nhỏ một xíu. Nhỏ là nhỏ như thế nào anh? Cái chuyện mà em hay suy diễn thì anh nghĩ là cái chuyện anh sẽ chấp nhận được. Hồi nãy anh có nói hơi xíu keyboard ấy. Thì giả sử như đi chơi hay gì đi thì anh nghĩ sao về vấn đề bên nào sẽ trả tiền hay là gì đó không? Đi chơi thì anh nghĩ là nên bên con trai trả tiền sẽ tốt hơn. Đằng nào thì mình cũng là người trưởng thành rồi, cái việc không nên so đo tính toán những cái chỗ đấy. Quan điểm của em về tình yêu, về cuộc sống sau này như thế nào? Nói chung là xây dựng tình cảm từ hai phía rồi cùng nhau cố gắng vun đắp. Không ai là hoàn hảo cả thì cũng sẽ có những lúc mà xảy ra cãi vã, mong là sẽ là ngồi lại nói chuyện với nhau chứ không phải là kiểu như sẽ giữ cái một cái sự im lặng. Anh cũng không thích kiểu chiến tranh lạnh lắm. Dạ. Tốt nhất là mình nên bày tỏ như vậy thì tốt hơn. Vậy nếu mình mà tiến triển tốt thì em thấy đến bao giờ thì mình có thể tiến tới được hôn nhân? Em cũng không quan trọng thời gian, chỉ là hai bên tìm hiểu đến một thời điểm mình cảm thấy cả hai thực sự cần nhau thì mình tới thôi. Và vấn đề của hai bạn bây giờ là cái địa lý nè. Thì như em thì nếu đơn vị tạo điều kiện cho phép thì em sẽ đến chỗ bạn ấy thăm gia đình, xin phép cô chú là cho tìm hiểu. Nếu nhiều thì tuần được một lần, còn nếu ít thì tháng được khoảng 2 lần. Dạ. Rồi bây giờ mình tiến tới cô gái, nắm tay cô gái để trao những cảm xúc nhìn thẳng vào mặt nhau. Vâng, thì em thì em biết âm nhạc hay âm nhạc không biết em lắm. Rồi thực ra là trước khi em hát em mong mọi người đó, bây giờ tới hát rồi đó, có cà chua thì cất đi. Tiến tới đi.
Em xin hát một đoạn trong bài Trái tim người chiến sĩ. Nào, nắm tay nào, cuộc nắm đời tay người nào. Chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời người chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một túi lương khô, một tấm vải dù, một đôi dép cao su. Những anh đẹp lắm, đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời. Vì anh có một trái tim, một trái tim. Xúc động quá. Vâng, thôi thì anh là anh có một trái tim trong sáng, thuần khiết và đẹp đẽ như lời bài hát ấy. Dạ. Anh nguyện ý trao cho em thì em hãy cho chúng ta cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Sau 3 tiếng đếm nha, bấm theo sự mách bảo của con tim. 3 2 1 hết thời gian. Đồng điệu luôn á, hai cái cặp luôn. Ghê thiệt. Nắm tay nào, nắm tay nào. Đó. Hôm nay đến với chương trình được gặp bạn Dung là một điều rất là may mắn và cũng là xúc động trong lòng của cháu. Thì cháu cũng xin phép hai bác trước hết cho chúng cháu được làm quen tìm hiểu nhau. Cô chú với các anh tạo điều kiện cho hai đứa em tìm hiểu nhau. Rồi bây giờ thì mình xin phép để mình được hôn cái nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái. Cháu xin chào chú, các anh, các mẹ em luôn. Thôi vui quá. Đây, hôm nay lấy một quà của nhau. Ha. Em đơn vị mình thắng lợi quá cơ. Phát nào trúng phát đấy. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha, thì dù cách xa mấy, cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thật ngọt ngào, thật yêu thương nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn các bạn. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất, chúc hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chưa thấy format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và những số này là những số đặc biệt dành cho quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Thật ra là cô nó cũng không có gì cả, nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á, cái lúc xem thực sự xong rồi hai người đánh đổi với nhau thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì cô không nói chuyện, nhưng mà lúc 11-12 giờ 1 giờ sáng cô gọi lại nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm á, mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm, sợ buồn ngủ. Đúng, đúng rồi, chính xác. Cô nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng, chuyện gì bạn đó sống giờ múi giờ bên kia. Dạ vâng, em cũng biết nói sao, nhưng mà 29 năm rồi em định chưa có mối tin nào bắt lại hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua 2 mối tình rồi. Trời, nhắc thì cũng 2 mối rồi.